Khánh Lan xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi hiện đang có mặt tại đại sảnh Governor trong khu vực triển lãm quốc gia CNE để tham dự chương trình Fashion for Passion. Và đây là năm thứ ba chương trình được tổ chức nhằm mục đích gây quỹ để ngăn chặn tệ nạn bạo hành trong gia đình cũng như là nạn buôn người dưới sự bảo trợ của thành phố Toronto. Xin kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh do Việt TV ghi lại sau đây. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, buổi dạ tiệc Fashion for Passion lần thứ ba với tên gọi Honoring Our Stolen Sisters đã được tổ chức tại Liberty Grand trong khu vực CNE với sự tham dự của nhiều cộng đồng đến từ các nơi trong khu vực GTA. Fashion for Passion được thành lập nhằm mục đích gây quỹ để hỗ trợ cho những tổ chức bất vụ lợi chống lại tình trạng bạo lực và buôn người trong giới phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, cũng để chuyển tải những thông tin giúp cho công chúng nhận thức được những ảnh hưởng và tác hại của tệ nạn này. Năm nay, chương trình sẽ dành toàn bộ số tiền gây quỹ được cho ba tổ chức, đó là Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto, Native Women's Resource Center of Toronto và Hội Sistering. Để biết thêm về những nỗ lực của ban tổ chức Fashion for Passion, cô Emily Nguyễn cho biết như sau. Xin chào Emily. Dạ, chào chị. Emily được biết năm nay là năm thứ ba của chương trình Fashion for Passion. Thì cái mục đích của cái chương trình từ thiện này là gì? Đúng rồi chị, năm nay là năm thứ ba mà tụi em làm Fashion for Passion. Cái mục đích này là hội phụ nữ cùng hợp tác với lại Fashion for Passion và thành phố của Toronto để fundraise cái tiền này cho domestic violence, cho women and trafficking. So năm nay là cái người mà hưởng được cái số tiền mà mình raise gây quỹ đó là Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto, Sisterings và Women First Native Women Center. Sisterings là một cái chương trình của service mấy cái người bị domestic violence, bạo hành trong gia đình nè, và có giúp được mấy đứa mà bị đi làm gái, rồi bị con gái bị bắt đi. Họ trong hết cộng đồng của Toronto chứ không riêng gì mà Asian ha. Còn First Nation thì chị biết là mình gây quỹ cái này cũng cho giúp cho cái program của họ để giữ cho mấy đứa em nhỏ có một cái hiểu được cái gì là bạo hành, là một, hai nữa là cái gì là trafficking. Tại vì mấy em đó đi go missing nhiều lắm, không phải là riêng không phải là bên nước khác mới có đâu, mà bên Canada của mình, ở Toronto này mỗi hàng ngày đều bị mất mấy em gái nhỏ, nhưng mà tại vì cảnh sát không có đi tìm, tại vì người ta nói là mấy người mọi da đỏ này họ chỉ đi chơi thôi, họ đi theo này theo nọ thôi, nhưng mà thiệt sự ra là họ bị bắt đi ha, họ bị bạo hành, họ cứ khi giết nữa mà mình không có biết. Cho nên là hội phụ nữ cùng với thành phố Toronto năm nay cũng mong rằng là có thể aware với lại raise aware với lại educate mấy cái cộng đồng của mình về mấy cái issues này, nhất là mà cho phụ nữ, và em cũng là một cái người phụ nữ cho nên em rất là muốn hợp tác với Fashion for Passion để gây được cái quỹ hàng năm. Mỗi năm em nghĩ năm nay lớn hơn năm ngoái, cũng gấp đôi nữa. Gấp đôi là nhiều người ủng hộ, mua bàn là có, là vừa nói là mua thành phố Toronto cũng rất là thích cái issues này, tại vì chỉ vài tháng trước là First Nation bị rất là nhiều scandal, là có mấy em nhỏ bị giết và bị bắt đi làm nô lệ mà họ chỉ overlook á, cho nên em cũng rất là vui để thấy rất là nhiều người tới hôm nay, mà cái ngày là ngày weekdays nữa, họ đi làm, họ chạy về nhà, họ chạy thẳng luôn đây luôn, là em rất là I'm so happy, you know. Yeah. Emily vừa nói là năm nay Emily thấy là cái chương trình nó đã đông hơn gấp đôi hồi năm rồi, như vậy thì đã là năm thứ ba, thì theo mỗi năm từ năm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba thì Emily thấy cái sự phát triển của nó như thế nào? Em thấy phát triển nhất là không những trong cái cộng đồng của Asian của mình, là nói chung mà người Việt nói riêng á, là người ta hiểu biết, người ta hiểu thêm về cái chương trình này, nhưng những cái cộng đồng khác đó, cộng đồng người Tây hay cộng đồng của người Asian khác đó, họ really join in, họ mua, họ giúp đỡ, họ thích cái việc làm này, họ thấy cái vision này đi xa, không có phải là cho mọi người, mà họ thích nhất là mình để trong
Canada và Toronto, chứ không có phải là đi lấy cái gây quỹ này để cho đi chỗ khác. Cái này là in your own backyard, cái này là ở ngoài mình, con em của mình, bạn bè của mình, anh chị em của mình. Dạ, cho nên cái đó rất là quan trọng, em thấy cái đó rất là quan trọng. Ngoài phần trình diễn những bộ sưu tập thời trang của bốn nhà thiết kế tại Toronto, trên tầng 2 của đại sảnh Governor là những hiện vật được đấu giá kín để góp phần vào việc gây quỹ cho chương trình. Vì tiêu đề chính của năm nay là nhấn mạnh vào tình trạng phụ nữ bị mất tích trong cộng đồng người thổ dân, cho nên những xen lẫn trong chương trình, ngoài phần trình diễn thời trang, là những tiết mục rất đặc thù của những nghệ sĩ người bản xứ. Trong số người tham dự, nhóm phóng viên chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ với một vài đồng hương Việt Nam và được họ chia sẻ những cảm nghĩ về buổi tiệc như sau. Dạ thưa, chào chị, xin chị cho biết là đây là lần thứ mấy chị tham dự chương trình Fashion for Passion? Đây là lần đầu tiên tôi tham dự chương trình này. Và cái cảm tưởng của chị như thế nào? Tham dự chương trình này, tôi có cái cảm tưởng là chương trình rất là có ý nghĩa và tổ chức rất là quy mô. Hy vọng rằng sự tham dự của chúng ta ngày hôm nay sẽ góp phần để gây quỹ và để ngăn chặn việc buôn bán người ra nước ngoài và việc hành hung, bạo hành trong gia đình. Mình cảm thấy rất là tự hào về người Việt của mình vì một cái chương trình này với cái sự giúp đỡ của thành phố, của city và giúp đỡ cho những người phụ nữ cũng giống như mình là phụ nữ và mình rất là hiểu những cái hoàn cảnh của những người phụ nữ khác khó khăn hơn mình trên thế giới, những người phụ nữ bị bạo hành hoặc là bị cái nàng buôn người phụ nữ. Thành ra vì mình có cái nhiều cái may mắn, cái cơ hội mình sống ở đất nước Canada và trên nhân đây mình cũng muốn kêu gọi mọi người chung một tay cùng với cái chương trình này để giúp đỡ những cái chương trình, những cái mảnh đời không may mắn. Phần đấu giá trực tiếp do ông Gordon Christie điều hợp cũng là một trong những tiết mục góp phần cho việc thành công về tài chính của chương trình Fashion for Passion lần thứ 3 này. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần trình diễn của 4 bộ thiết kế do các nhà thiết kế tại Toronto thực hiện. Hiện giờ thì tại khán phòng là chương trình đấu giá trực tiếp, tiếp theo là phần đấu giá kín. Và chương trình ngày hôm nay dự định sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ tối nay. Khánh Lan tường trình từ CNE xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp.